Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ cùng làm món mứt vỏ bưởi nhé mọi người. Bưởi thì bưởi chọn làm mứt thì mọi người nhớ lựa cái quả mà nó còn tươi ấy thì cái món mứt của mình nó sẽ được thơm ngon hơn nhé. Thì đầu tiên trước khi mình gọt cái vỏ quả bưởi ra thì mọi người để nguyên quả bưởi như thế này nhé. Để mình chà rửa cho nó dễ. Để mình loại bỏ cái lớp phấn với cái lớp kiểu nó hay bị rệp sáp ở cái vỏ này này. Mình dùng cái búi mình chà đi thì mình dễ làm hơn với cả nó dễ sạch hơn nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi mình gọt cái lớp vỏ bưởi bên ngoài này ra. Đây là cái số vỏ bưởi mà mình gọt được đây. Mình đã gọt hết vỏ bưởi ra đây rồi đây. Mọi người lấy cái cùi nó, lúc mình gọt thì mình gọt sát như thế này luôn mọi người này, gọt mỏng như thế này luôn. Để đến lúc mà mình không phải lọc lại cái cùi mềm một lần nữa. Mình chỉ gọt như thế này là được rồi, mình cứ thế này xong rồi mình đem mình xái sợi ra là ok rồi, mình không cần phải lọt, mình không cần phải lọc lại cái lớp cùi mềm ở bên trong như thế này nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mình thái sợi cái vỏ bưởi này ra nhé. Cái vỏ bưởi mình đã thái sợi ra xong rồi nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít nước nhé. Không cần phải ngập bưởi đâu, mình cho vào đây chủ yếu để mình cho muối và cho nó tan đấy, cho nó ngấm vào cái sợi, cho nó ngấm vào cái sợi bưởi của mình này, ngấm vào cái sợi mứt của mình này. Mình tùy vào cái lượng vỏ bưởi ít hay nhiều mình cho muối nhé. Cái đoạn ngâm muối như thế này để tí mình bóp để cho nó giảm bớt cái độ đắng của cái vỏ bưởi thì chỗ này mình cho hơi nhiều tí mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ bóp cho cái muối nó tan ra, nó bám đều vào cái sợi mứt của mình. Bây giờ mình sẽ để ở đây mình ngâm như thế này tầm nửa tiếng nha mọi người. Trong cái lúc ngâm như thế này thì mình sẽ đi mình bắc một cái nồi nước sôi lên để tí mình sẽ trần cái vỏ bưởi này một lần nữa nhé. Trong cái lúc chờ ngâm bưởi thì mình xẻ quả này ra xem nó ngon không nhé mọi người. Chuẩn bị sẵn bát muối đây rồi này. Là mình sẽ bổ nó ra nha. Cái cùi bưởi này mình cũng làm mứt được nhé mọi người ơi. Cái bùi bưởi mà nó màu hồng như thế này mình làm mứt màu nó lên đẹp lắm. Nhưng mà bữa nay mình làm vỏ bưởi rồi. Nên là mình sẽ không làm cùi nữa. Chấm miếng muối. Mời mọi người nhé, làm thử phát chấm nào. Đẹp quá. Trời nó ngọt. Làm thêm miếng đâu, ngon quá. Vậy mà chấm với muối Tây Ninh ăn đúng bài luôn đấy. Chấm nhiều nhiều thì ăn cay cho nó ngon. Ok. Giờ mình đi mình xem cái vỏ bưởi được chưa nhá. Cái vỏ bưởi thì mình đã ngâm được nửa tiếng rồi nhé mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi
bóp như thế này. Mọi người bóp thật mạnh nhé, giống kiểu mình vò vậy ấy. Bóp thật mạnh để cho cái tinh dầu ở cái vỏ bưởi ấy nó ra bớt đi, thì cái vỏ bưởi của mình nó sẽ bớt đắng, bớt đắng và bớt the nhé. Nhưng mà mình bóp muối thế này nó vẫn không hết đắng hẳn đâu mọi người ạ, mình còn phải trụng nước sôi nữa. Nhưng mà đầu tiên thì mình phải đi làm cái bước này trước. Mọi người vò nhiều vào nhé, cái nước nó ra này thơm lắm, cực kỳ thơm, cái tinh dầu bưởi nó ra thơm quá trời luôn. Ok, sau một lúc dày vò thì bây giờ mình có thể đem đi mình rửa lại được rồi nhé. Mọi người rửa lại là 4-5 lần nhé, cho nó sạch hẳn đi rồi bắt đầu mình sẽ đem đi mình trụng. Mình sẽ cho vào đây một thìa cà phê muối nha mọi người. Cho vào cái nồi nước sôi của mình một thìa cà phê muối. Bây giờ mình sẽ cho cái vỏ bưởi của mình vào đây. Để trên bếp mình đảo sơ qua một tí như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bắc ra nhé mọi người. Mình trần cái vỏ bưởi này tầm 15-20 phút nha mọi người. Bây giờ mình đậy vung mình để ở đây tầm 15-20 phút cho nó ra hết tinh dầu đi. Rồi bắt đầu mình mới sơ chế tiếp nhá. Đây là cái nồi vỏ bưởi mà mình đã ngâm được nửa tiếng rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đem đi mình xả với nước lạnh cho nó nguội. Với cả mình rửa lại 2-3 lần nước cho nó thật sạch nhá. Mình cái vỏ bưởi của mình nó đã nguội rồi đây. Bây giờ mình có thể ăn thử nhé mọi người, xem nó còn đắng không nhá. Nếu như mà nó còn đắng ấy thì mình sẽ đem mình trần tiếp nhé mọi người. Còn nếu như mà nó không còn đắng nữa thì thôi. Đây là cái phần vỏ bưởi sau khi mình bóp muối và trần lại một lần nữa nha mọi người. Bởi vì là cái vỏ bưởi của mình nó đắng nhiều hơn cái vỏ quýt với cả vỏ chanh ấy. Nên là mình làm lại một lần nữa cho nó hết đắng luôn nhá. Còn cái vị the của nó vẫn còn nha mọi người. Rồi bây giờ mình đi mình ướp đường này. Mình sẽ cho 250g đường vào đây nhé. Cái vỏ bưởi của mình ướp đường được một tiếng rồi nhé mọi người đây. Một tiếng hơn một tiếng thì đường của mình nó tan hết ra rồi này. Bây giờ mình đem đi mình xên nhé. Cái nước nó ra ít lắm mọi người ạ. Nếu như mà mọi người thấy ít như thế này thì có thể cho thêm một ít nước vào để mình xên cho nó dễ nhé. Rồi bây giờ đi xên. Cái này là mình đã đổ thêm một ít nước lọc vào đây rồi nha mọi người. Để cho mình xên cho nó dễ. Quả bưởi này to nên là cũng khá là nhiều vỏ. Mọi người cho lửa to lên một xíu để cho cái nước của mình nó sôi lên nhé. Mất mình đã xên được 15 phút thì cái nước của nó đã cạn được một nửa rồi nha mọi người. Bởi vì lúc đầu là cái nước của nó, nước đường nó còn nhiều ấy. Là mình có thể để lửa to được nha mọi người. Cái vỏ bưởi nó nhiều quá nên là mình sẽ chia nó làm hai mẻ. Mình xên làm hai lần mọi người ạ. Để cho nó dễ. Mình để nhiều quá thì mình xên vừa khó mà nó lại vừa lâu nữa. Nên là mình sẽ chia nó làm hai mẻ để xên cho nó dễ nhá. Khi mà cái nước đường nó rút lại còn phân nửa như thế này thì mọi người cho vào đây cho mình một ống vani nhá. Mình sẽ cho vani vào đây. Mình cho vào lúc này hoặc là mình cho vào lúc ướp đường cũng được mọi người.
sẽ cho thêm vào đây một ít mật ong nhé mọi người. Mình sẽ cho vào đây một thìa mật ong nhé. Ok, mình sẽ đảo đều nó lên. Khi mà nước cạn như thế này thì mọi người hạ cái mức lửa xuống nhé. Mình cho lửa nhỏ thôi. Với cả lúc này thì mình phải đảo nhiều hơn. Mình sẽ cho vào đây một ít tép bưởi mọi người ạ, để cho cái món mứt bưởi của mình nó ngon hơn nhé. Mọi người vặn lửa nhỏ và tiếp tục xên nhé, đến khi nào mà cái món mứt của mình nó quện lại là ok. Khi mà cái đường nó quẹo hết vào cái vỏ bưởi của mình như thế này là có thể lấy ra được rồi nhé mọi người. Đường nó cũng đã cạn rồi, cái miếng mứt của mình nó trong suốt lại hết rồi này. Rồi bây giờ mình có thể bắt ra được rồi. Đây là cái dĩa mứt vỏ bưởi của mình nha mọi người. Sau khi nguội thì mình đã lấy ra dĩa như thế này nhé. Mình cho thêm một ít tép vào đây cho nó màu mè hoa lá hẹ, nhìn cho nó đẹp đẹp một tí. Cái miếng mứt bưởi của mình nó trong suốt luôn này. Bây giờ mình ăn thử một miếng nhé, xem nó dư nào. Cái vỏ bưởi nó rất là giòn mọi người ạ, bởi vì nó dày, nó giòn hơn vỏ chanh với cả vỏ quất. Nó mình thấy nó giòn mà nó ngậy ngậy, cái vị the the thì nó vẫn còn nhé mọi người, the the mà hơi cay cay là nó vẫn còn. Lúc mà mình sơ chế cái vỏ bưởi này này, lúc mình ướp và bóp muối ấy mọi người nhớ cho nhiều muối thêm một tí. Với cả lúc mình vò thì vò mạnh tay lên để cho cái tinh dầu bưởi nó ra hết nhá, thì nó sẽ nhanh hết đắng hơn. Cái vỏ bưởi này nó đắng hơn cái vỏ tắc với cả vỏ chanh, nên là nó mà còn đắng là mình không thể ăn được đâu mọi người. Nó không, cái vỏ tắc thì ăn được, còn cái vỏ này mà không hết đắng thì mình không thể ăn được đâu. Nếu như mình ăn cái vỏ bưởi lần đầu thì có thể không quen cái vị của nó nhé. Kiểu nó vẫn còn kem cay cay mà the the mát mát mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Chúc mọi người thành công với món mứt bưởi nhé. Nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé mọi người. Hẹn mọi người video sau.